Rồi, từ quy trình lọc hiện tại tôi có mặt tại nơi một người chết trội biểu. Và ở đây thì một ngày mới vượt hàng trăm cái số điểm đây. Và để mà tiến về phía bên dưới. Đó. Ở đây thì ta để rất là nhiều. Rất là nhiều những thứ bếp núc. Và để mình tiếp tục tiến về phía bên dưới nơi bộ linh trôi dưới biển. Và ngày hôm nay sẽ ra sao và tiếp tục nơi này. Và để tiếp tục thì ta là các chị ở đây. Đó. Thì ngày hôm nay đã cho về hiện tại 12 đấy chung. Và điều gì sẽ hiện lên một buổi trưa này? Điều gì sẽ qua một buổi tối này? Đó, đây là buổi tối rồi. Và đi đến đây mưa rất là lớn. Rồi, thì ai có thể tại đây để mà trả lời các chị ở nơi này. Thì tiếp tục một ngày mới buổi tối dưới mưa rất lớn. Và ở đây đất cát ướt hết, ướt mềm hết. Rồi thì tôi sẽ dạo vào phía dưới. Dạo phía dưới biển qua để lấy sự may mắn. Tiền tài. Nước là tiền tài ở phía dưới. Rồi thì chưa ai chưa đăng ký kênh nhấp thì chưa đăng ký để theo dõi và nơi vùng trên trời dưới biển này. Còn ai có tiền tài nơi cổ chín thì tại là cổ chín ở phía dưới đó cho về 1991 đấy. Và ngày hôm nay tại nơi này ở dưới biển tiếp theo. Tiếng thì về phía dưới thì nghe tiếng sóng vỗ rì rầm và rì rầm. Thì tôi đang có mặt dưới nơi này thì hiện tại ở đây nước cũng rất là còn lớn đây. Rồi một ngày mới như thế này thì ở phía trước thì cũng chắc có lẽ là ké không có, người ta không có đánh ké đây. Và không có một bóng ghe nào, ba bốn chiếc đèn nhé nhé thôi ở trong bờ. Thì hôm nay trăng cũng rất là sáng đấy, quá là sáng luôn. Rồi thì nếu ai có tiền tài thì trả lời đó, thì trả lời mới đem về sự may mắn tiền tài đó.
và tôi đang đi dạo một vòng ở nơi này sẽ ra sao. Một bầu trời tối thui, có 4 chiếc chiếc ghe đang ở phía trước, sáng sáng 4 ghe đèn. Rồi thì ngày hôm nay sóng vỗ thì đầm nhẹ nhẹ và ở tại nơi này. Và để tiếp tục tôi sẽ tiến về phía bên trong, để mà đặt đồ và tại lễ nhỏ nhỏ. Thì ra cái thiên tai để một tại lễ các vị nơi này, đó, tại lễ các vị ở nơi này. Thì ai có thiên tai ở nơi vùng cổ chính thì tại lễ cổ chính. Và ở đây điều gì sẽ hiển linh và điều gì sẽ đem đến? Thì một buổi tối này trời mưa rất lớn, đấy, nước non đang ngập úng hết này. Mưa quá trời mưa, nước quá trời nước đây. Và để tiếp tục tôi sẽ tiến về phía bên trong. Thì ai chưa đăng ký kênh nhập vào để mình theo dõi để nơi vùng trình trội biển này một ngày mới ra sao và có các gì chị đang ngự hữu như thế nào. Đây, mũ nón vẫn còn nguyên hình nguyên bóng ở đây. Đó, khủng khiếp. Rồi, thì để tiếp tục tôi sẽ đặt đồ và linh hương tiếp theo nơi này. Và ra cái tiền tài để mà trả lời các chị ở đây. Đó, thì tâm linh rất ứng hợp, tôi không biết thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Và ngày hôm nay sẽ ra sao? Có các chị đang hưởng hữu như thế nào ở nơi này? Phía trước là một cái bụi nổi ấp cục ở phía trong. Thì tôi sẽ đặt đồ và là thường ở tại nơi này. Thì ai thiên tài để mà trả lời các chị ở đây. Rồi thì ai có tiền tài ở nơi cổ chính thì tại lễ cổ chính và các chị ở đó. Và ngày hôm nay từ nơi vong linh trôi này sẽ là sao? Hoặc như tại lễ chúc nhỏ nhỏ này.
Rồi, trời mưa quá mưa, nãy tiền ướt hết. Quá là thêm thiệt, đã ướt hết rồi. Quá trời bụi, ngày hôm nay thì ở đây rất là bụi. Mưa quá mưa, và bụi và bụi. Bụi mà chích tơi bời luôn. Thì tôi sẽ đặt đồ lên hương để mà trả lại cái chuyện này. Và để mà trả lại đây, ai có tiền tài thì trả lại các chị ở đây. Và để mà ủng hộ trả lại các chị nơi này thì để mà mua cái cây miên bánh. Thì đã đặt đồ đã xong thì tôi lại sẽ lên hương tiếp theo. Thì ngày hôm nay tiếp tục trở lại thì trứng này sẽ đứng lên. Đứng lên thì tôi sẽ cho nổ luôn. Và nổ luôn. Rồi, thì bánh trái sữa thì những bạc này đã đặt đồ đã xong. Đó. Và một ngày mới như thế này, đấy, ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Và điều gì sẽ hiển linh ở đây, và điều gì có các chị đang hưởng ứng ở đây. Thì tôi đang lên hương để khấn vái tại là các chị này. Đấy, đặt đồ đã xong. Thì ai có tiền tài để mà tại là các chị nữa này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay tôi có chụp bánh thái sữa thì những bạc này để mà tới là các chị ở đây. Thì đất đai diễn đặt thành vàng bốn sự bạch mã thái giám hoàng trăm quốc lý thượng trước đất đai quyền trân đô lộ nơi vô lượng chích trôi chích nói chích bơm chích đạn chích trường chích xá on dòng tứ mạng. Và ở đây nơi dưới nước là thủy sông Hải Lai đồng điện ấn lại thí mộc và hạ bái đại dương vua đế đại dương mộc triều đại dương hạ xây thí phú ở dưới nước cùng trên ngưỡng dưới biển chứng cùng hạ bá. Thì ngày hôm nay để mà hiển linh các vị đang hưởng ở đây thì trứng này sẽ đứng lên và đứng lên thành hiện thực và chứng giáng hiện lên ở đây cũng như có các vị đang hữu thì đem đến tiền tài và hưởng hữu thì cho tôi biết ngày mai như thế nào và cũng như đang hiểu thì trứng này sẽ đứng lên thì có các vị đang ở đây. Và tôi sẽ đặt trứng gà này và điều gì sẽ hiển linh và điều gì có các chị đang hữu thì trứng này sẽ đứng lên đó. Thì ngày hôm nay trứng này sẽ đứng lên rồi tôi cho nổ luôn, cho nổ là banh xác luôn. Và điều gì sẽ hiển linh thì ngọn đèn này sẽ soi sáng, gần mực thì đen, gần đèn sẽ soi sáng ở đây. Có điều gì là lạ nghe nổi ốc cục, có bước chân đang xẹt 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 đây thì tôi đang cảm nhận như vậy. Bắt đầu không không vẫn chưa không một không hai
vẫn chưa được. Không ba. Nghe tiếng nghi sọc sọc. Không bốn. Không năm. Vẫn chưa đường này. 06. 6 thì có cái gì đang hiện hữu thì trứng này sẽ đứng lên đó, và đứng lên ở đây thì tôi sẽ cho nổ luôn. Đang hiện hữu thì trứng này sẽ đứng lên. 08. Thì trong xem ai chưa đăng ký kênh nhấp vào để em theo dõi ở đây. 09. Vô chợ. 3. Trời. Có gì còn con gì đang bay vô mắt rồi. Số 10. Và đang điều gì hiện lên ở đây. Mười một. Mười một phần chưa đứng. Và các gì đang hiện hữu thị trường này sẽ đứng lên này. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười lăm. Thì ai có thiên tài để mà trả lời cái gì ở nơi này thì mới đem về được rỡ may mắn thiên tài đó, có thể là mới đem về sự may mắn thiên tài. Mười sáu. Mười bảy. Gió đang u u kêu đến đây. Gió đang u u kêu đến ở phía đằng sau. Thì tôi nghe cảm giác hơi là lạnh. Và hơi là lạnh lẽo. Có vẻ đang hữu hữu ở đây. Có các chị đang hữu hữu ở đây. 19. 19. Thì nhớ tới 19 thì nơi cô chính đấy. 1991 đấy. Không kịp. Thì ai có tiền tài đây để mà tự lệ. 20. Hai mươi mốt. Hai mươi hai. Hai mươi ba. Ngày hôm nay rất mũi. Và rất mũi luôn. 24. 25.
26. Và nãy giờ vẫn chưa đứng thì ngọn đèn này sẽ soi sáng ở đây, nơi vùng chỉ trôi dưới biển này, và điều gì hiển linh ở đây trứng này sẽ đứng lên. 27. Hai mươi tám. Vẫn chưa đứng lại. 29. Có lẽ không ai trả lời ở đây, nhưng rất lâu. 30. Đang hiện hữu ở đây thì trứng này sẽ đứng lên. 31. 32. 33. 34. 4 chưa được. 35. 36. 37. 37. Thì ngọn đèn này có cái gì đang hiện hữu thì trứng này sẽ đứng lên. 38. 39. 40. 41. 41. Vẫn chưa đứng, rất là lâu đây. 42. 43. 44. 45. 46. 46 nghiêng hình nghiêng bóng đó, cuối cùng cũng đã đứng nổi ở cục đây. 46, 64.
thì ngày hôm nay thì tôi sẽ cho nổ từng ghe này luôn. Đó, 46 và 64 ở đây. Đó, không kịp thì lọc bu quay số miền Nam, miền Trung, miền Bắc, 46 và 64 và cho nổ, nổ cái bùm luôn. Và điều gì, điều này đã hiển linh và có cái gì đang hiểu thị trường này đứng lên, đang hiểu đấy. Thì đã cho dựng đứng tướng gà này 46 và 64 thì cho nổ luôn đó. Thì ăn cái tiền tài đây để mà tờ là các chị nơi này thì tâm linh rất ứng ấp, thì tôi sẽ cho nổ luôn. Rồi, cho nổ và nổ, nổ lên banh xác. Và đại hiển linh thì tôi đang đốt tiền nhận bạc này để mà trả lời các chị ở đây. Thì ăn cái chuyện tại đây để mà trả lời. Cho nên thì ai có tệ lệ thì mới điểm đến tiền tài và điểm đến thành công rực rỡ. Thì đại hiển linh ở đây khủng khiếp, mưa qua mưa và tiền này có thể lâu cháy. Rồi, thì tôi sẽ cho nổ luôn. Đây khủng khiếp ở đây. Rồi, thì đã khủng khiếp, đã nổ rồi, quá là bánh xác luôn. Thì để mà hiện tại đây để trả lại các chị ở đây và khủng khiếp tại nơi này. Hiện tại thì tôi đã cho nổ ở đây